Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin kể kể chuyện ma. Chuyện ma mà mình vô mánh. Chuyện ma mà ma vô mánh mà ma cho tiền xài các bạn. Các bạn có tin rằng ma mà cho tiền xài không? Các bạn nghe nói không? Hết hồn không? Sợ nổi da gà luôn. Tuyết Già kể mà tới bây giờ Tuyết Già bắt đầu kể nha. Kể. Bây giờ ráng cố gắng lấy tinh thần để kể cho các bạn nghe, người thật việc thật rất là hấp dẫn. Tiết Già đi lúc đó, Tiết Già đi Sài Gòn, Tiết Già nói chung là Tiết Già sống ở thành phố ở Sài Gòn. Tiết Già di chuyển nhà liên tục luôn, thuê nhà nhiều nhà lắm các bạn, rất là nhiều nhà. Thì Tiết nhà già mới thuê cái nhà mà nhà cuối cùng đó. Mà cái nhà cuối cùng đó là cái tầng lầu trên á, là nó có một cái cửa lúc nào cũng mở ra để hứng cái ánh nắng vô, mà có một cái ban công luôn các bạn. Thì khỏi cần xài quạt điện gì chứ, mình mở ra cho gió mát mà. Tối mình ngủ mình cũng mở ra. Mà Tiết Già dọn nhà về đó đó hen. Là coi như là Tiết Già buổi chiều á, Tiết Già nằm á, chưa kịp, chưa có ngủ nha các bạn. Nhắm mắt lại là thấy một người phụ nữ xõa tóc dài, nhắm mắt lại là thấy một người phụ nữ xõa tóc dài. Mà liên tục như vậy luôn, cho đến bao nhiêu ngày luôn, thấy rõ ràng luôn các bạn. Nói mà giờ Tiết Già kể mà Tiết Già giỡn ốc hết trơn luôn. Liên tục luôn. Mà Tiết Già thấy như vậy, Tiết Già không biết làm sao. Mà Tiết Già mới nói như thế này. Mà lúc đó thì Tiết Già cũng có một cái anh chàng mà Việt Kiều ở Canada, là người yêu sắp cưới của Tiết Già. Nó thì Tiết Già cũng mới quen thôi. Cái mà Tiết Già thì không có xin xỏ tiền bất cứ của người con trai đó, không có xin xỏ. Thì Tiết Già mới mới nói nếu mà trường hợp có linh thiêng á ha, thì làm sao á? Làm sao cho tôi có 1.000 đô đi. Bắt đầu tôi sẽ cúng hay quay cho. Hồi đó Tiết Già khờ khạo lắm. Miệng mình cứ bắt mình nói gì đó. Các bạn có tin không? Trời đất ơi, vừa nói xong, qua ngày mai có một người đem bao thư tới 1.000 đô liền. Cái mà hồi xưa đó các bạn có biết rằng không, không có phải mà có điện thoại điện tính như bây giờ, toàn là thư tay hết luôn, gửi thư ra bưu điện rồi gửi tiền cũng phải truyền tay chứ không có gửi như bây giờ, không có phải như bây giờ đâu. Cái bắt đầu cầm lại mà Tuyết Già không có biết trong đó là bao nhiêu nữa. Thì người ta nói tự vì người cái người mà mang tiền tới á, thì chính cũng là em ruột của cái anh mà Việt Kiều Canada của Tuyết Già, Việt Kiều anh chồng sắp cưới của Tiết Già, ruột thịt cho tao không nói gì hết. Người ta chỉ nói à, chị, anh chính gửi tiền về cho chị trong cái bao thư này nè. Nói vậy hả em? Vậy chị cảm ơn Trung nhiều nha. Người thật việc thật nha các bạn. Mở ra hết hồn, xanh lè luôn. Mà bây giờ sao giờ? Trời ơi, đi ra đặt heo quay cúng liền. Mà đó đâu có biết đâu. Đâu có biết mình làm vậy là cái tội sát sanh đâu. Mình không biết, mình cứ làm vậy thôi. Rồi cái mình cúng liền, phải cúng trả lễ nha các bạn. Không cúng trả lễ đâu có được, cái lời giấy của mình mà ta bắt mình chết luôn á. Đó, ma rất là linh thiêng nha, tự vì mình gọi ma chứ theo Tiết Già là những cái người mà chết á là họ sống xung quanh mình nè các bạn. Họ sống cùng với mình bình thường không có gì chứ. Tuy rằng mình không thấy họ nhưng mà họ thấy mình. Đó. Mình làm cái chuyện gì mà đừng có động chạm tới họ nha. Mà mình động chạm tới họ mà mình hứa hẹn hay gì là không có được nha. Mình không có dám lầm lỗi gì với họ. Phải làm đúng. Nó làm đúng điều cái gì mình hứa là mình phải làm đúng. Không đúng là không có được. Rồi Tiết Già mới cúng. Cúng heo. Cúng heo quầy. Cúng ngay cái chỗ mà cái người phụ nữ mà xõa tóc dài mà đứng đó các bạn. Tóc thật dài đứng. Thì Tiết Già cúng xong thì Tiết Già phải mang cho chủ nhà, đúng không các bạn? Mình mang cho chủ nhà nhưng mình cắt ra cái đùi rồi cái gì đó con trong con heo quay đó mình cắt ra một phần gì đó mình đem xuống, mình xuống chủ nhà mình nói đó, bà Sáu ơi, đây là người thật việc thật luôn nha. Tiết Già không có kể chuyện xạo. Bà Sáu ơi, con bữa nay con cúng heo đó quay nè, cái con đem lại xuống cho bà Sáu ăn lấy thảo với con nha. Cái
Tức giờ mày kể chuyện bà Sáu ơi, con á, lúc nào cũng vậy con hả, sao ở trên lầu nó ngộ quá mà con nhắm mắt lại là con thấy một người phụ nữ xõa tóc dài, nhắm mắt lại là thấy một người phụ nữ xõa tóc dài mà đứng ngay cái ở ngoài chứ không phải là trong cái căn phòng nhà của mình nha, đứng ngoài luôn các bạn, đứng ngoài chứ không phải trong phòng phòng. Cứ khi mà tiết già cúng á, tiết già cũng phải cúng ở ngay chỗ ngoài đó luôn, cúng đúng đó người ta mới nhận được. Cái các bạn biết hôn cái bà Sáu bà nói ở xóm này hồi trước á là có người, có một cái cô đó đó mà tự tử tóc dài, rồi các bạn thấy nó linh khủng khiếp không các bạn? Bởi vì người chết với người sống á, mình đừng bao giờ mình nói tầm bậy tầm bạ, sợ lắm á các bạn. Bắt đầu bà Sáu bà mới kể ra, thì từ chỗ đó đó ha là tiết già mới thấy, bắt đầu tiết già mới sợ quá, tiết già mới niệm Phật, rồi tiết già mới hả cầu nguyện cầu khẩn mà công nhận. Rồi sau lần đó đó ha là tiết già không có thấy nữa các bạn, cúng xong xuôi rồi là cái tiết già không có thấy nữa. Thì cũng xong lần đó là tiết già cũng dọn về về quê ở, rồi cũng chuẩn bị này kia kia nọ đó. Rồi sau thời gian đó là tiết già không không có còn thấy nữa. Các bạn thấy rất là linh thiêng chuyện ma không? Rồi xong rồi tiết già thấy thấy chuyện ma ma liên tục luôn. Tiết già xong ha, chưa hết đâu các bạn, đi về quê, đi về quê á thì coi như là nhà tiết già nó có mấy những cái phần đất, những cái rẫy, mới gọi là miếng rẫy á, thì tiết già hai bữa tối á, là sợ người ta đi sắn măng ăn cắp ăn trộm đồ sắn măng của mình á, trong cái như người ta hái mít đồ này cái nọ đó, là mình đi coi thôi, trời chạng vạng, gọi là trời chạng vạng là mình đi coi thôi, cái mình mới vừa bước ra đường mình đi coi à, thì có một cái người nào không biết nữa mà màu đỏ đỏ từ trên tới dưới luôn, cái đó là ta gọi là quỷ thần á các bạn, đỏ từ trên tới dưới luôn mà đi trước. Tiết già đi làm sao, tiết già đi hoài theo người đó luôn, tiết già đi hoài luôn mà đi hoài luôn mà dí theo, tính coi cái mặt coi người đó mà nó ở ở cái người đó nó ở đâu, nó ở đâu. Xóm này là từ trong xóm là mình người nào mình cũng biết hết trơn á, mà tại sao mà cái người này mặc nguyên bộ đồ đỏ mà đi ha, đi cái chân đó, nó hở lên vậy nè các bạn, đi không gì nè, không có thấy ở dưới luôn mà đi nhanh lắm luôn. Mà tại sao lúc đó tiết già không biết là quỷ thần là ma các bạn, tiết già cứ nghĩ là người không mà tiết già cứ dí theo. Chứ nếu mà trường hợp mà tiết già biết được cái là ma quỷ thần là nói thật với các bạn là ba giò bốn cẳng tiết già chạy bỏ dép quay lại mà không đi theo người ta nữa, theo cái gì mà theo mà không biết tại sao mà nó ngu thế, các bạn có biết gì không mà đi theo. Đi theo mà cũng may nha, tới đi theo đâu cũng một đoạn đường thật là xa vậy đó, cái bắt đầu hả cái người áo đỏ nó quẹo vô, mà sao tiết giặc cũng hỏng cũng ngu thiệt nha, quẹo theo người ta luôn các bạn, quẹo theo luôn rồi đi tìm hoài luôn, rồi đúng ngay ngã tư rồi kiếm một đi quẹo tùm lum tùm la hết trơn, mình đi kiếm tùm lum tùm la hết trơn không có các bạn, biến mất tiêu luôn. Rồi là từ rồi bắt đầu về tiết giặc mới suy nghĩ lại, tự gì thường thường á mà những người á, những người gọi là quỷ thần là thuộc về thần nha các bạn, mà người ta đi vậy là người ta tham quan đó các bạn, người ta đi vòng 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 á, coi ai làm gì mà sai trái á là không có được nha, người ta bắt tội. Cho nên khi người ta quẹo á là coi như là người ta đã biến á, không phải là người ta quẹo mà ta biến mất cơ các bạn. Cho nên á hôm nay tiết già chia sẻ cái chuyện ma như thế, cái sau thời gian tiết già cứ nằm mơ thấy ma liên tục luôn, thấy ma yêu luôn, tự nhiên một con ma nó lại nó nói yêu mình, cái mình ấy tao có hứa mày hồi nào mà mày nói mày yêu tao, cái nói mày hứa với tao mày yêu tao tại sao mày không yêu, cái mình nói tao không hứa, mà cãi lộn với con ma, cãi quá trời cãi luôn, cãi trời ơi tao nói cãi gác họng gác hầu luôn, cãi 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 tao nói mồ hôi mồ kê gì đổ, tao thức dậy mới biết. Sao các bạn biết không, cái tự nhiên từ lúc đó là ba mình mất rồi, các bạn thấy linh thiêng không, ba mình mới nhảy vô, ba mình đuổi đi, đuổi con ma đó đi, mày đi ra khỏi nhà tao đi, đuổi cái ba mình vô mới tiếp xúc, nó con đừng sợ có ba nè, đuổi con ma đó đi ra khỏi luôn, con ma yêu đó các bạn, thấy ghê không. Nếu mà tiết già mà hứa yêu một cái hay là nó bắt mình đi luôn đó các bạn, nó cho nó rất là sợ. Mà trong cái giấc mơ đó, làm sao các bạn có thể biết được là mình hứa yêu hay không yêu nó, cho nên chuyện ma hải hùng, rất là hải hùng luôn. Cái bắt đầu từ đó đến sau á, tiết già mới suy nghĩ ra mình thôi không được rồi,
mà đang sống ở Nhật nha. Khúc sau lại đó, khúc sau mà con ma yêu á, là Tiết Dạ đang sống ở Nhật đó. Cái chuyện sau cùng á, là cái chuyện mới đây, cách đây mười mấy năm, còn mấy cái chuyện kia nó lâu rồi. Thì bắt đầu Tiết Dạ thấy gì không được rồi, mình phải đi quy y mới được, đi quy y Phật mới được, chứ kiểu này mà thấy ma liên tục, như có ngày nó rước mình đi luôn đó các bạn. Xong cái Tiết Dạ đi quy y, quy y Phật. Tiết Dạ đi về Việt Nam quy y sư phụ của Tiết Dạ là Thích Thiện Xuân. Tiết Dạ quy y ở chỗ khoảng của đường chỗ khoảng Củ Chi đó, cái chùa đó đó các bạn, vô đó Tiết Dạ quy y. Rồi Tiết Dạ mới quy y xong á, không thấy nữa các bạn. Từ đó đến bây giờ là mười mấy năm nay là quy y, là Tiết Dạ không có còn thấy ma, thấy cỏ, thấy gì hết trơn luôn. Rồi cái xong bắt đầu từ từ Tiết Dạ học kinh chú Đại Bi. Rồi mỗi khi mà Tiết Dạ cảm thấy bất an á, hay là gì đó, là Tiết Dạ đang nằm hay đang đi đang đứng á, là Tiết Dạ đọc. Và mỗi buổi sáng thức dậy á, là Tiết Dạ đọc kinh chú Đại Bi. Tiết Dạ cũng hả, nói chung là mà cũng là tướng số, cũng coi, cũng chỉ tay, cũng gì trơn luôn á, là mình phải khiếp cái chuyện mà gọi là ma quỷ đó các bạn. Cái đó là mình phải tin nha các bạn, không tin là không có được luôn. Bắt đầu ha, Tiết Dạ mới ráng đọc chú Đại Bi cho thuộc, để cái tâm mình lúc nào cũng có cái bài chú Đại Bi hết. Từ vì cái bài chú Đại Bi á, là trừ được ma, ma rất là sợ. Từ vì ma là người ta nói chung là cũng bình thường như mình thôi, mà người ta chỉ muốn học đạo, muốn tu thôi, nhưng mà tại vì người ta chưa có cũng như chưa có tiếp thu được đó các bạn. Nhưng mà khi mình đọc chú Đại Bi nhiều á, thì người ta bắt đầu, người ta tự nhiên người ta sẽ hiền lành trở lại, mà ta ngồi nghe đó các bạn. Cho nên từ đó sau mười mấy năm nay Tiết Dạ không có thấy nữa. Mỗi lần Tiết Dạ mà sợ là bắt đầu là Tiết Dạ sẽ đọc kinh chú Đại Bi. Tự nhiên Tiết Dạ đang sống trong cái căn nhà này, nó tới 3 tầng, là tầng nhất, tầng nhì, tầng 3, có sân thượng luôn. Rồi buổi ban ngày hay buổi tối là Tiết Dạ thường thường ở một mình thì nhiều hơn, tự nhiên ông xã Tiết Dạ là đi làm nó. Tối ông về có chút xíu gì, rồi sáng ông cũng đi làm sớm thôi, rồi từ là Tiết Dạ ở một mình thôi. Cho nên bây giờ Tiết Dạ nhờ cái bủ bối là có bài kinh chú Đại Bi, chứ không thôi là có nước mà Tiết Dạ sợ dữ lắm luôn, ai mà không sợ các bạn. Tiết Dạ chia sẻ cái chuyện ma mà để có tiền là như thế đó đó các bạn. Ma mà cho tiền đô luôn á, không ngờ gì rồi ma yêu nữa chứ, trời ơi, đủ các loại ma luôn. Thôi video của Tiết Dạ đến đây đã kết thúc. Xin các bạn thương Tiết Dạ thì nhớ đăng ký ủng hộ Tiết Dạ. Tiết Dạ sẽ kể rất nhiều chuyện tâm linh, những chuyện bí ẩn, những chuyện huyền bí, mà những cái chuyện mà về tướng số con người để thay đổi cuộc đời đến cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn. Bye bye.